7 ngân hàng và 44 bị hại được triệu tập tới phiên xử đại gia Thiện Soi. Hai bị cáo Lê Thái Thiện, tức Thiện Soi và Lê Thái Phong, con trai Thiện 31 tuổi, bị cáo buộc cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu đưa vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền ra xét xử. Hai bị cáo Lê Thái Thiện được biết tới với biệt danh Đại gia Thiện Soi, 58 tuổi, quê Nam Định, chú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ và Lê Thái Phong, con trai Thiện, 31 tuổi, bị cáo buộc cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng. Tòa triệu tập 44 người có quyền nghĩa vụ liên quan, gần 20 người cho vay tiền và liên quan tới đất đai, đại diện nhiều ngân hàng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB. Chủ tọa phiên tòa xét xử là ông Bùi Xuân Thường, Phó tranh án Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau phần kiểm tra căn cước, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do hơn 20 bị cáo có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt trong phiên xử không có lý do, dự kiến phiên tòa xét xử trở lại vào ngày 23 tháng 8. Theo cáo trạng tháng 8 năm 2020, ông Lưu Ngọc Tư, 43 tuổi, chú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tố cáo ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao lên công an thị xã Phú Mỹ. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018, cha con Thiện Soi đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng một triệu một ngày đến 4.500 đồng một triệu một ngày. Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, người vay tiền không được trả khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi, số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà thiện soi. Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2018 tới 2020, cha con thiện soi đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi. Việc kiểm sát cá buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gần 99 tỷ đồng. Sau đó Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.